sẽ cùng nắm chặt tay nhau bước lên trên lễ đài đăng quang hạnh phúc của mình và để cùng ra mắt tới toàn thể quý vị anh chị có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay đi ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời và kính mời ạ. Dạ vâng, bông trẻ đã từng nói với nhau rằng anh sẽ giữ tay em thật chặt và sẽ nắm tay em thật lâu và sẽ hứa với nhau một câu rằng tình anh sẽ không bao giờ xa cách. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị anh chị trân trọng và kính mến, trên sân khấu ngay đây của chúng ta đó chính là cặp đôi anh em, cặp đôi hạnh phúc nhất và cặp trai tài gái sắc ở đây phải không ạ? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị ơi, quý vị xin được trân trọng kính mời chú rể, kính nhân cô dâu, hai bạn sẽ bước lên phía trên để cúi đầu thật sâu để chào đón tới toàn thể quý vị đi ạ. Vâng ạ, quý vị ơi, đồng chào tay thật kêu thật giòn giá nữa thế nào. Dạ vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị anh chị trân trọng và kính mến, chú rể anh Tuấn đã từng nói với cô dâu anh Hồng: em ơi, em là nắng, là gió, là hoa, em là khúc nhạc tình ca yêu đời, và anh sẽ nguyện giữ tay em thật chặt và sẽ nắm tay em thật lâu và sẽ hứa với em một câu rằng tình anh chung thủy, thủy chung đến muôn ngàn đời về sau. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trong ngày vui, ngày hạnh phúc của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay thì chắc chắn không thể thiếu đi những bậc làm cha làm mẹ, thân sinh phụ mẫu của chú rể rồi phải không ạ? Vâng, thì công cha thì như núi Thái Sơn, nhớ mẹ thì như nước ngời ngời biển Đông. Vâng, nước biển mênh mông thì không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng thì không phủ kín công cha, dạy con thì sớm sớm chiều chiều. Và ngày hôm nay đó chính là ngày vui, ngày trọng đại nhất của cuộc đời chú rể anh Tuấn cùng với cô dâu anh Hồng rồi ạ. Chắc chắn không thể thiếu đi những bậc làm cha làm mẹ rồi không ạ? Vâng, sau đây xin được trân trọng kính mời phía đại diện của hai bên gia đình, xin được trân trọng kính mời thân sinh phụ mẫu của chú rể và cô dâu, xin được trân trọng kính mời bác sẽ bước lên trên sân khấu để cùng ra mắt tới toàn thể quý vị anh chị có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay đi ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị anh chị trân trọng và kính mến, trên sân khấu ngày nay của chúng ta đó chính là phía đại diện của hai bên gia đình cũng như là chú rể và cô dâu ạ. Vâng, thì sau đây ban tổ chức tôi xin phép được giới thiệu bố mẹ của chú rể anh Tuấn, có bố Cà Văn Sương và mẹ Quảng Thị Vui. Vâng, xin được trân trọng kính mời hai bác sẽ bước lên phía trên một bước để cúi đầu thật sâu để chào đón tới toàn thể quý vị ạ. Vâng, quý vị ơi, một chào tay toàn thể quý vị đâu rồi ạ? Dạ vâng, và tiếp theo nữa thì ban tổ chức tôi xin được giới thiệu bố mẹ của cô dâu anh Hồng, có bố Quảng Văn Hà và mẹ Quảng Thị Vui. Vâng ạ, vâng. Xin lỗi toàn thể quý vị thì có bố Quảng Văn Hà và mẹ Quảng Thị Thoa. Vâng ạ, xin lỗi toàn thể quý vị, bởi vì là em có nhờ anh trai ghi ở đây nhưng mà lại không ghi cho nên em quên mất. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời hai bác sẽ bước lên phía trên để cúi đầu ra sau để chào đón tới toàn thể quý vị ạ. Dạ vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị anh chị trân trọng và kính mến, chú rể anh Tuấn của chúng ta sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Thuận Châu và anh đã xin phép cha mẹ để đi xây dựng gia đình. Anh đi tới đâu thì anh sẽ phải tỏ tình tới đó. Anh vừa đi Bắc Giang, anh lại quay sang Quảng Ngãi, được hàng ngàn, hàng ngàn, hàng ngàn cô gái chạy theo anh, nhưng anh vẫn không đồng ý và cuối cùng anh đã quay trở về với mảnh đất Sơn La. Đó chính là mảnh đất nơi cha sinh mà đẻ tìm người con gái tên là anh Hồng, đó chính là cô dâu của ta trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng, phải nói rằng Thuận Châu thì quả thật rất đẹp, con trai con gái thì không đâu đẹp bằng. Nếu ai có thắc mắc hay chăng
thì đây ạ, hãy nhìn chú rể làm bằng chứng đây. Chú rể trông rất đẹp trai mà cao to phong độ thì không đâu đẹp bằng. Cô dâu lại rất dịu dàng đáng mến, lại được thêm phần nết na, mà chị được ví như chị Hằng Nga. Phiên bồng nguyên soái thì cũng phải khóc hòa vì yêu. Vâng, chú rể thì trông giống Sĩ Kiều, mà cô dâu thì trông giống Thúy Kiều ngày xưa. Hai người thì ánh mắt đong đưa, nhìn nhau say đắm mà say sưa tình nồng. Vâng, giờ đây nên vợ thành chồng, trong trẻ kể từ phút này trở đi sẽ nguyện chung chăn chung gối, chung cha chung mẹ thì cũng như là chung bà chung ông rồi ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị anh chị, chất chồng và kính mến, phải nói rằng một năm thì bắt đầu từ mùa xuân, mà tình yêu thì bắt đầu từ tuổi trẻ. Bao ngày thì mong đợi đến ngày hôm nay, mà hôm nay là một buổi bình minh. À, chỉ đó là thưa quý vị, chưa qua là một buổi bình minh, mà trưa nay chính là một buổi thắm tình nên duyên. Và đêm qua là đêm hàn huyên, đêm nay thì đôi bạn trẻ chắc chắn và chắc chắn sẽ có một đêm ái tình rồi, phải không quý vị? Chắc hẳn chân giường của đôi bạn trẻ chắc chắn sẽ gãy làm năm rồi, phải không quý vị ơi? Dạ vâng, và để tiếp tục chương trình mừng hạnh phúc chúc tương lai cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa hôm nay. Vâng, và được sự nhất trí của chính quyền địa phương nơi sở tại, và được sự nhất trí của hai bên gia đình, và được sự đồng tình của chú rể và cô dâu, thì sau đây em không để toàn thể quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Sau đây buổi đại lễ thành hôn của chú rể anh Tuấn cùng với cô dâu Ánh Hồng. Ánh Hồng, anh Tuấn, Ánh Hồng xin phép được bắt đầu. Giờ phút này trở đi sẽ chính thức nên duyên chồng vợ rồi ạ. Kính thưa toàn thể quý vị anh chị, chất chồng và kính mến, và trong ngày vui, ngày hạnh phúc của đôi bạn trẻ thì cho phép em phát biểu đôi lời bằng tiếng Thái đen của mình ạ. Chúc mừng tết ngày bà mẹ bên hoàng sơn nô, sau mương mùi cỏ nhắc hay lại, sau mương lạc cỏ lắm, phủ chân bàn lào phủ khào bàn mỏ, khăm mà khởi đã qua mới hiện bờ tại khởi thành tô, nong ngá nong ơi ai hiện nong đã nung sửa lai lón tề ai hát trời kiều, ai hiện nong nung sửa lai lạnh tề ai hát trời anh cần đi, ai là nong má vịt nằm sở xuân phật trời mà em ai tề sáng dưới chân cổ, ai là nong má vịt nằm sở xuân hồng trời em ai tề sáng dưới cắm cằn chớ tay bàn lầy kinh lầy chớ tay mương lầy lết kinh giòn xin tề na. Đôi phố bên nòi tè, tay mời nhắc nòi tè, nhắc nghe hỏi có mẹ cửa cấy, nhắc nghe hỏi lấy mẹ cửa mù, hỏi có lung, có tà, có nà, có nai kịt khẩu, xít tì tè nhắc hình đàng mà, xít hà tì tè hình đàng ép sư sàn, lưu phủ nhanh, xít tét tì phồm hình sâu bên cầu, lưu phủ chai, xít cầu tì tè hình đàng phải ép nghe, ơn to pha là nên lót thèn quang tướng, nhắc hẹp bò cần đàng tăng phải ép hân mương, xương cần đàng tăng phải nhớ vụ, hù cần hương tì chắc hậu cần diệt chù, bò cần hương tì chắc ao cần dệt báo cánh xào, tiền chu trắng mi quan chào, tiền báo cánh xào trắng mi quan hèn, quan hèn tề chi nhận hạt cần tàu phồng lành, chi nhận bánh cần tàu phồng lớn, chờ ải cánh nong song phải vẫn chờ sinh thần na, khánh ỉ pò mè pin nong ấy ai, vía bản vía mương của nhang ai bất trà, vía hay vía nát của nhang bồ, nghe thấy năm nửa nung sửa ly vì hữu kiểm ma ỉm ba muôn mất tủ mất tôm của ba mỡ, ta không khỏi chi lại tàng nà song thái chúng hân, lại song chú thầu pò mè pin nong ưởng ý ai, phải còn lưng chơ xiềng sang bờ sầu sắc nhọn hào hằn khăn mảnh nơi nơi pa me pinon người ai vậy nơi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị anh chị, chất chồng và kính mến, trong ngày vui ngày hạnh phúc của đôi bạn trẻ thì chắc chắn không thể thiếu đi những món quà hết sức là ý nghĩa đến từ bố mẹ, đến từ anh chị rồi, phải không ạ? Sau đây thì ban tổ chức xin được chất chồng giới thiệu món quà cậu Uống Diện ạ. Vâng, cậu Uống Diện thì cũng sẽ có một món quà nhỏ nhỏ, một món quà gửi tặng đến cô dâu. Vâng, và tiếp theo nữa xin được trân trọng giới thiệu món quà đến từ gia đình chú Tiến Thoa ạ.
Vâng, xin được trân trọng kính mời chú Tiến Thoa và gia đình chú Bắn Triệu ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời chú Út Diện, Tiến Thoa cũng như là Bắn Triệu thì cũng sẽ có một món quà thì thay cho lời chúc cho hai em hai cháu trăm năm tình viên mãn, bắt đầu thì nhớ phu thê phải không ạ? Vâng, xin được trân trọng kính mời ạ. Kính mời món quà đến từ gia đình anh Nội Trương ạ. Và tiếp theo nữa một món quà đến từ gia đình anh Huy Trương ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng kính mời gia đình anh Nội Trương và gia đình anh Huy Trương ạ. Vâng, món quà thì thay cho lời chúc cho hai em thì trăm năm hạnh phúc, sang năm thì có con ngoan sum vầy ạ. Vâng ạ, quý vị ơi, nổ tràng pháo tay để chúc mừng cho những món quà hết sức là ý nghĩa đấy ạ. Vâng, kính thưa thầy, quý vị, trăm năm thì ta chọn lấy một năm, và một năm thì ta chọn lấy một ngày, và một ngày thì ta chọn lấy một tháng, và một tháng thì ta chọn lấy một giờ, và giờ phút này đi thì đứa trẻ chắc chắn sẽ hạnh phúc đến muôn đời về sau rồi phải không ạ? Vâng, một món quà, những món quà hết sức là giá trị, hết sức là ý nghĩa đến từ những bậc làm cha làm mẹ như là cô dì chú bác và những bậc anh làm chị ạ. Vâng ạ, một lần nữa xin được thay mặt cho chú rể anh Tuấn cùng với cô dâu Ánh Hồng xin được chân thành cảm ơn những món quà đến từ gia đình cậu chú anh chị ạ. Vâng, một lần nữa xin được chân thành cảm ơn ạ. Quý vị ơi, sau đây thì bố mẹ của chú rể anh Tuấn thì cũng sẽ có một món quà nhỏ nhỏ, một món quà hết sức là giá trị gửi tặng đến con dâu xinh xinh của mình. Vâng, xin được trân trọng mẹ Quảng Thị Vui cũng sẽ có một món quà gửi tặng đến cô dâu ạ. Quý vị, một món quà hết sức là giá trị phải không ạ? Vâng, bố mẹ cũng như là gia đình cậu chú anh chị thì cũng đã dành dụng bấy lâu nay và chờ đợi giây phút này đây để lên trên lễ đài đăng quang hạnh phúc và tận tay trao tặng cho chú rể cũng như là cô dâu. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, và để tiếp tục chương trình mừng hạnh phúc chúc tương lai cho bạn trẻ trong buổi chiều hôm nay thì sau đây xin được trân trọng kính mời hai bạn sẽ bước ra phía tháp rượu tình yêu của ban tổ chức đã chuẩn bị đặt sẵn để chúng ta thực hiện nghi lễ uống rượu giao bôi cũng như là rót rượu tình yêu đấy ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời hai bạn ạ. Cô dâu thì cũng hai bạn sẽ cùng nhau tay trong tay rót rượu vào những tháp rượu tình yêu ạ. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng, mời chú rể sát thật mạnh đi ạ. Sát thật mạnh thì nó mới bật ạ. Vâng ạ. Vâng, chú rể phát thật mạnh đi ạ. Wow, rất là
là vui lắm quý vị ơi, rất cơ thể chúng ta rất là mạnh mẽ ạ. Vâng, sau đây thì hai bạn sẽ cùng nhau tay trong tay rót vào những tháp rượu tình yêu của ban tổ chức đã chuẩn bị đặt sẵn là vâng, xin được trân trọng kính mời ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, rượu hồng đẹp chảy tượng dòng suối, khói trắng tinh khôi thì tượng mây trời. Vâng, rượu hồng tượng trưng cho tình yêu của hai bạn trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phụ thề rót hết đi ạ. Vâng quý vị ơi, đổ chào một tay nữa thế nào. Vâng, xin được trân trọng kính mời chú rể anh Tuấn sẽ lấy chai rượu thứ hai và hai bạn sẽ cùng nhau tay trong tay rót vào tháp rượu tình yêu nữa. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, chú rể chúng ta rất chi là mạnh mẽ phải không ạ? Vâng, hai bạn sẽ cùng nhau tay trong tay đi ạ. Hai bạn sẽ cùng nhau tay trong tay rót vào những tháp rượu tình yêu đi ạ. Vâng, chú rể ơi, chú rể hãy rót một nửa thôi ạ, một nửa còn lại thì hãy rót vào 6 ly bên dưới để dâng cho bố cho mẹ đi ạ. Vâng, hai bạn sẽ cùng nhau. Vâng, hai bạn sẽ cùng nhau tay trong tay rót vào những ly rượu ở phía dưới và để dâng hiến cho bố mẹ của mình ạ. Vâng. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị ơi, quý vị ở phía dưới thì chúng ta hãy rót thật đầy vào chén rượu của mình đi ạ. Và chúng ta hãy cùng nhau uống với chú rể cũng như là con dâu và uống với hai bên gia đình ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời chú rể anh Tuấn thì sẽ dâng hai chén rượu của mình cho bố mẹ vợ của mình đi ạ. Vâng, và cô dâu anh Hồng thì cũng vậy ạ, cũng sẽ dâng hai chén rượu để cho bố mẹ chồng của mình đi ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời ạ. Và vâng, sau đây thì xin được trân trọng kính mời hai bạn thì cũng sẽ mỗi người một chén ạ. Vâng, và phía đại diện hai bên gia đình thì sẽ phải chờ đợi trong giây lát. Và chú rể ơi, chú rể anh Tuấn cùng với cái gia đình Hồng ơi, hai bạn hãy quay mặt vào nhau và chéo tay nhau uống chén rượu này đi ạ. Vâng ạ, chéo tay nhau đi ạ. Quý vị ơi, nồng chào phát tay nào quý vị ơi. Vâng, và sau đây xin được chân thành cảm ơn hai bạn và xin được trân trọng kính mời phía đại diện hai bên gia đình thì hai bác sẽ làm cái vòng tròn để cùng chạm chén uống rượu với nhau ạ. Vâng, và toàn thể quý vị ơi, sẵn sàng hết chưa, rót thật đầy vào chén rượu của mình chưa quý vị ơi? Tập hàng ơi, hậu cần tuấn kiền tàu với nó hấp bao một chén lầu chúc hầu bơ hầu khơi các bạn hầu sao phải chưa hầu muôn mướn đi nó các bạn hậu cần tuấn kiền tàu đó các bạn ơi. Vâng ạ, tập thể quý vị ơi, chúng ta hãy cùng nhau đứng lên đi ạ, đứng lên đi ạ. Và rót thật to đi ạ. Sẵn sàng chưa quý vị ơi? 1, 2, 3 2, 3 Bỏ nhau thiền sửa lầu, nhấc thẳng con chân lên ư. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị chị, chất chồng và quý mến, một lần nữa thì đoàn tổ chức tôi xin được thay mặt cho hai bên gia đình và xin được đỡ lời cho chú rể cô dâu, xin được chân thành cảm ơn tấm lòng toàn thể quý vị đã bất chút thời gian và ngọc quý báu của mình đã bất chút thời gian và ngọc quý báu của mình để trở về đây để cùng tham dự cũng như là tham dự buổi đại lễ thành hôn của chú rể anh Tuấn thành gia đình với cô dâu anh Hồng trong buổi trưa hôm nay. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn tới toàn thể quý vị. Vâng, xin được trân trọng
kính mời phía đại diện hai bên gia đình sẽ trở về phía dưới, sẽ trở về từng bàn tiệc một để cùng chúc rượu để thay cho lời cảm ơn. Chú rể anh Tuấn thì cũng đã thì thầm với em rằng ngày xưa khi mới quen nhau muốn hôn một cái sao nó thẹn thùng, giờ đây nên vợ thành chồng muốn hôn một cái cho thỏa lòng ước mong. Vâng, vậy ban tổ chức chúng tôi xin được hỏi tới toàn thể quý vị, quý vị có muốn chứng kiến tình yêu của đôi bạn trẻ dành cho nhau tại đây và ở đây không ạ? À, quý vị ơi, có không ạ? À? Dạ vâng. Sau đây thì chú rể anh Tuấn ơi, thì chú rể nghĩ sao về việc này ạ? À? Vâng, chú rể có dám hôn và sẵn sàng hôn cô dâu anh Hồng tại đây và ở đây không ạ? À? Có không ạ? À? Có ạ, có quý vị ơi. Vâng, và cô dâu anh Hồng ơi, thì tất cả mọi người ở đây đều muốn chứng kiến tình yêu của đôi bạn dành cho nhau tại đây và ở đây, thì cô dâu có sẵn sàng không ạ? À? Có không ạ? À? Dạ vâng, kính thưa quý vị ơi, thì cô dâu của chúng ta lần đầu được làm cô dâu cho nên hơi bỡ ngỡ, hơi bất ngờ quý vị ạ. Quý vị thông cảm và bỏ qua cho cô dâu anh Hồng với nhau quý vị ơi. Vâng, thì sau đây xin được trân trọng kính mời hai bạn sẽ quay mặt về phía nhau. Và chú rể sẽ là người chủ động hay là cô dâu ạ nhỉ? Vâng, khả năng chú rể thôi. Vâng, xin được trân trọng kính mời hai bạn. Vâng, chú rể anh Tuấn ơi, thì chú rể hãy lấy tay của mình sờ từ trên xuống dưới, sờ từ dưới lên trên. Thấy chỗ nào mềm nhất là cô dâu, chú rể hãy đặt tay vào chỗ đó đi ạ. Chỗ nào mềm nhất ạ? Vâng, quý vị ơi, đó chính là eo ạ. Eo chính là chỗ mềm nhất của cô dâu. Vâng, và cô dâu cũng vậy ạ. Cô dâu cũng sờ từ dưới lên trên và sờ từ trên xuống dưới. Thấy chỗ nào cứng nhất là chú rể đâu ạ? Chỗ nào cứng nhất là chú rể? Vâng, đó chính là vai ạ. Bờ vai đó chính là cứng nhất ạ. Vâng, và chú rể anh Tuấn ơi, thì ngày xưa có câu rằng nếu như mà chú rể hôn vào má cô dâu thì sẽ là 5 trai và 1 gái, và nếu như mà chú rể hôn vào tai cô dâu thì sẽ là 5 gái và 1 trai, và nếu như mà chú rể mà hôn vào bờ mông mọng cháy của cô dâu thì chắc chắn sẽ có 1 trai và 1 gái ạ. À, vâng, nhà thì nhà của anh, đám cưới thì cũng đám cưới của anh, sân khấu thì cũng sân khấu của anh, vợ thì cũng là vợ của anh muốn hôn vào đâu thì tùy, phải không ạ? À? Và quý vị ơi, nếu như mà quý vị cứ vỗ tay càng dài thì chú rể của chúng ta sẽ hôn cô dâu bằng lâu ạ. Vâng, đó là tùy theo ý của quý vị thôi. Và chúng ta cùng đếm nhá, em đếm từ 3 đến 1. Và quý vị cứ vỗ tay đều đều thì chú rể sẽ hôn cô dâu. Đến tận tối luôn cũng được ạ. Nào, sẵn sàng chưa ạ? 3 2 1 Vỗ tay nào quý vị ơi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, phải nói rằng một nụ hôn phải nhanh như điện, phải không ạ? Em ở đây em còn chưa kịp nhìn thấy gì à? Dạ vâng, một lần nữa thì cũng xin được chân thành cảm ơn hai em. Vâng, anh cũng có gì hơn, xin là chúc cho hai em trăm năm